Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An ở đây. Hôm nay An sẽ dẫn mọi người đi tham quan một cái nhà rất là đẹp nha mọi người. Cái nhà này nằm tại Thanh Trì, Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng đi thôi. Đây là cảnh xung quanh căn nhà nha mọi người. Đồi núi chập trùng, khu dân cư hiện hữu, rất là nhiều hàng xóm rồi. Đường vô rộng rãi thoải mái nha mọi người. Đường vô rộng rãi, đó. Đường này tầm khoảng 7 mét nha mọi người. Rồi, ok, để An dẫn mọi người vào căn nhà. Đây, căn nhà. Bên ngoài căn nhà nha mọi người. Thì căn nhà này có chiều ngang là 5 mét, sâu tầm khoảng 20 mét, tầm khoảng hơn 100 mét vuông. Nhà thì đã được xây hết đất rồi mọi người. Đây là cổng vô. Đây là khuôn viên bên ngoài nha mọi người. Đó, khá là đẹp, kiểu cảnh đồ các kiểu này, cây cối này. Đó, có một cái này là cái tiểu cảnh nước gì đây này mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Đây, ngoài căn nhà. Rồi, mình đi vô trong thôi. Sim pha nha mọi người, cửa kính sim pha. Bên trong đây là phòng khách này. Thiết kế khá là trẻ trung ạ. Sofa, tủ ghế, có một bức bình phong khá là đẹp. Bàn ăn. Đó, đây là phòng ngủ thứ nhất. Trang trí rất là hiện đại, nhỏ nhắn, rèm cửa đàng hoàng nha anh chị. Đó. Đó, tiếp theo. Đây là phòng bếp nha mọi người. Phòng bếp đơn giản thôi, hình chữ L. Ngoài đây là bình lọc nước này mọi người, đã có bình lọc nước sẵn rồi nha. Bình lọc nước này thì mọi người yên tâm về cái chất lượng nước mà mình sử dụng. Đó. Okay. Đây là toilet, nhà vệ sinh là toilet, nhà vệ sinh khá là hiện đại, khá là trẻ trung. Phòng tắm, cái phòng tắm này thì sẽ có một cái bức ngăn ở đây nữa mọi người, bức ngăn ở đây nữa. Vài bữa nữa thì kính nó sẽ về thì anh chủ nhà sẽ lắp nha mọi người. Đây là phòng ngủ thứ hai, ngủ cũng là khá là đẹp, khá là trẻ trung. Lần đầu tiên An vào căn nhà này thì An cũng cảm thấy nó có cái gì đó rất là trẻ trung mọi người, nhỏ nhắn thôi, hiện đại, nhỏ nhắn nhưng mà hiện đại. Đó, đây bên ngoài. Đây là không gian phòng khách nha mọi người, view nhìn cũng khá là ổn luôn. Ở đây mà ngồi cà phê, lắp thêm cái tivi nữa thì ok, đẹp. Đây để An quay cái không gian bên ngoài nha mọi người. Lô đất với chiều ngang 5m thôi mọi người. Chủ nhà đã xây hết đất rồi. Đó. Thì cái ranh giới này là rất là rõ ràng rồi, không thể nào mà tranh chấp với nhà nào được. Mọi người yên tâm. Đó. Đằng sau này, cột mốc rõ ràng người ta còn chừa ra tầm khoảng 20 phân để làm cái ranh giới nữa mọi người. Người ta chừa ra tầm khoảng 20 phân nhá. Đó. 5m ngang. Đây. Đằng đây cũng có vài căn nhà nữa này mọi người. Đó, khu biệt thự. Đằng kia căn nhà khá là to. Thì nói chung là lô đất này với giá là 1.450.000 nha mọi người. 5m nhân cho 23m, 1.450.000. Thì hiện tại chủ nhà đang giao bán với giá là 1.450.000 cho tất cả, để lại tất cả nội thất nha mọi người. Để lại tất cả nội thất. Có bất lộc cho chủ mới. Nói chung là giấy tờ thuế phí cái bên nào bên đấy chịu. Thì mọi người mà quan tâm đến lô đất này thì cái nhà này thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến video của An. Xin chào và hẹn gặp lại.